Mình chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng vào lúc 12 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Kính thưa quý vị, hội chứng ruột kích thích hay còn được gọi là đại tràng co thắt là một căn bệnh về đường ruột thường gặp nhất với tỷ lệ mắc cao từ 15 đến 20% dân số. Tuy là không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng mang đến cảm giác rất là khó chịu. Vậy dấu hiệu nhận biết bệnh như thế nào, cách thức phòng ngừa và điều trị ra sao? Chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Bay, giảng viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào Thanh Phương. Xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Và trước hết kính mời bác sĩ và quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm của chương trình. Trời ơi má ơi, cái gì mà giật mình dữ vậy? Chị hai vừa làm gì vậy chị hai? Mày có nghe bài hát không? Chị, tôi chưa lấy chồng. Hai ba hát. Chị, tôi chưa lấy. Tâm hơi dễ sợ luôn. Bởi vì hôm nay đi qua bệnh coi mắt cho thằng anh ba mày. Dạ. Chị giả bộ dến cái bà ba Hường để cái tóc mới làm đẹp phải không? Chị mày nhìn vô mày thấy không? Chị cái gì? Chị. Dạ sao? Mình đi coi mắt chứ không phải mình đi trình diễn lễ hội. Chị... em tức cười quá. Thì coi mắt cô dâu rồi gia đình bên cô dâu đó sẵn coi lại mắt của chị. Trời tính câu đôi ba chuyện vậy con gì nữa. Đâu chị ơi, trong nhà em Út đi lấy. Mày Út mày còn trẻ, tao giờ tao không ai lấy, tao phải lo tao hốt chứ. Mày hỏi lại lại để tập nè. Nhà ấy bao nhiêu chị em vậy? Nhà em có sắp 3 chị em. Ấy năm nay nhiêu tuổi? Trời nhiêu trời. Sao ế trải dài vậy ấy? Mày làm chứ. Em nói chị nha. Từ tối hôm qua tới giờ ổng lục bây giờ chưa xuất hiện nữa. Không biết thay cái gì mà thay lâu. Trời ơi. Ba ơi ba, mày thứ ba chứ không phải mày ba tao đâu ba. Trời chút xíu. Anh làm gì y như mất sổ gạo vậy? Ê nó nghe nè, mày ngồi xuống mình bình ổn giá cho chị coi. Mày xích qua hai chút coi. Mày làm gì mày né tao giống như tao bị cùi hủi vậy? Tao tán một cái nha. Xin lỗi. Trời ơi mày đi quá rồi mày quên hả? Ê vậy tao thấy tao trẻ tự tin. Hôm nay mời Cao Hường đi coi vợ cho cưng. Nhưng mà lý do tại sao là từ sáng giờ em chui vô toilet em ăn giọng cái gì? Không có ăn cái gì hết trơn. Bây giờ cái triệu chứng bây giờ là nó đau nó phần nào? Đau bụng toát hồi hộp. Mà cái bụng á nó có những cái cục nó cộm lên. Trời gì thấy ghê vậy? Dạy tiện nhiều lần lắm rồi. Nãy giờ giỡn chơi thôi, đau bụng thì được nhưng mà có cái cục cộm lên thấy nguy hiểm. À hay là ung thư đại tràng. Trời ơi. Chị hai mà trù em bút kỳ quá đi. Không. Ngồi bàn đi. Trời ơi. Rồi. Đi chị hai. Ốc đi. Sao ngủ luôn vậy? Ủa, xong rồi đó hả? Bây giờ ráng đi, gồng lại đang đi đi chứ. Đi. Ta từ chối rồi. Gì? Người ta nói là đợi lâu quá cái vòng coi mắt mà ăn gái người ta ăn gái đẹp mà chảnh nữa. Sao không năn nỉ người ta rồi hẹn cái này rồi ai biết anh ra giờ nào đâu hẹn người ta rồi hẹn không đúng giờ cái người ta chữ nữa. Cái này là cái đám thứ tư rồi đó, lần nào hẹn đi coi mắt cũng căng thẳng rồi đau bụng. Đúng rồi đó em, sao kỳ nào mà cái làm cái gì căng thẳng là đi vô vậy? Toilet là kỳ vậy ta. Bây giờ em nói chị hai với anh ba nghe nha, bây giờ mà muốn cho ổng mà được thành thân á nha, sao bây giờ là phải hỏi chuyên gia coi ổng bị cái gì rồi mình mới chịu dứt điểm là bảo đảm ổng có vợ. Chứ mày quen luôn hả? Quen chuyên gia đàng hoàng. Ai vậy? Trời ơi. Đó. Thưa bác sĩ, trong câu chuyện vừa rồi thì nhân vật nam mỗi lần mà bị căng thẳng thì lúc này bụng lại đau quặn và rờ ở phần bụng thì lại thấy có những cái cục cứng nổi lên và sau đó thì lại đi tiêu nhiều lần. Vậy đây có phải là những dấu hiệu của hội chứng ruột kích thích không ạ? Với những biểu hiện của nhân vật trong tiểu phẩm thì rất có thể là bị hội chứng ruột kích thích. Cái dấu hiệu nào để chúng ta có thể nhận biết chúng ta bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt? Đây là một cái loại rối loạn chức năng cho nên những cái biểu hiện của nó đó người ta có thể không có nhận biết qua các cái giải phẫu cũng như qua các cái xét nghiệm về sinh hóa. Thì người ta thường dựa theo cái tiêu chuẩn chẩn đoán của châu Âu. Người ta theo dõi rất nhiều năm, từ năm 2012 cho đến 2016 thì đưa ra cái tiêu chuẩn chẩn đoán của cái hội chứng ruột kích thích của Rome. Nó phải có thay đổi về cái đại tiện ít nhất mỗi tuần một lần và kéo dài trong nhiều tháng, tức là đi cầu bón hoặc là đi cầu lỏng, đi từ 6 đến 8 lần mỗi ngày. Đi cầu táo bón là 2 đến 10 ngày mới đi một lần. Và khi đi rất là khó chịu, mỗi lần như vậy là đau bụng dữ dội cho tới khi đi được ra. Hoặc là một cái trường hợp ngược lại là đi cầu rất nhiều lần trong ngày và bao giờ cũng có cái chất nhầy nhớ kèm theo. Khi mà đi cầu ra máu thì đừng nghĩ tới hội chứng ruột kích thích, nổi gò trong cái tiểu phẩm vừa nêu đó. Cái điều đó cũng có thể có ở một số trường hợp khi cái đại tràng nó co thắt và vận động ruột nó tăng lên. Người bệnh còn có thể có những cái triệu chứng phụ kèm theo như là mệt mỏi cứ kéo dài và cảm giác là
có những cái nỗi lo âu, những cái buồn phiền, những cái căng thẳng thường xuyên vì những cái biểu hiện như thế này. Bên cạnh đó đó thì có thể rối loạn giấc ngủ, có thể kèm theo cái đau đầu, chóng mặt, vân vân. Dạ, thưa bác sĩ, vậy hiện nay thì có những cách thức điều trị hội chứng ruột kích thích như thế nào ạ? Khi mà chúng ta có những cái biểu hiện rối loạn như vậy, chúng ta nên đến thầy thuốc, đến những cái chuyên gia để người ta chẩn đoán có chắc hội chứng ruột kích thích hay không, hay là một cái bệnh lý nào khác. Còn đối với hội chứng ruột kích thích á, thì thầy thuốc ngoài cái chuyện sử dụng thuốc ra thì người ta còn chú ý tới chế độ ăn uống khoa học nè. Bên cạnh đó chắc chắn là vấn đề thư giãn là vấn đề hàng đầu, giải quyết về mặt các cái yếu tố nguy cơ. Cho tới bây giờ người ta vẫn chưa tìm được cái nguyên nhân nào gây ra cái hội chứng ruột kích thích, thì cái chế độ ăn uống người ta cũng chú ý tới những cái thực phẩm giàu chất xơ, ở mỗi cơ địa có thể có những cái phản ứng với những thức ăn nào đó. Trong giai đoạn bị cái này thì chúng ta nên kiêng, ví dụ như sữa, những cái loại thức ăn có nhiều dầu mỡ nó làm cho khó tiêu. Bên cạnh đó thì uống nước đủ, ngủ đủ giấc, đó là những cái cách mà giúp cho cái việc điều trị nó dễ dàng hơn. Thầy thuốc người ta hay sử dụng những cái loại giúp cho giải quyết về mặt triệu chứng. Bên cạnh đó đó thì hiện nay sử dụng thuốc từ các dược liệu nó đang là xu thế trong cái việc điều trị hội chứng ruột kích thích này. Yếu tố nguy cơ gây ra hội chứng ruột kích thích có liên quan đến thần kinh, cho nên bao giờ trong các cái sản phẩm điều trị cái hội chứng ruột kích thích này, dù là dược liệu, người ta cũng hay thêm vào những cái thành phần mà nó có thể tác động vào cái hệ thống thần kinh, giúp cho dịu thần kinh. Trong đó đó thì phải kể đến cái loại là 5-hydroxytryptophan, hay là viết tắt người ta thường gọi là 5-HTP. Thì cái loại này thường người ta hay phối hợp kèm với những cái dược thảo như là bạch trược, bạch linh, như là hoàng bá. Nó giúp cho ức chế, giảm đi cái tình trạng của nhu động ruột, cũng như giải quyết cái tình trạng co thắt của đại tràng. Bên cạnh đó, nó còn giúp cho hệ thống vi sinh của ruột nó được phục hồi. Quan trọng nữa, đó là nó sẽ sản xuất ra cái serotonin, tác động lên thần kinh, nó làm cho giảm đi cái sự lo âu. Thưa bác sĩ, hiện nay việc sử dụng những thực phẩm chức năng đang là có xu hướng. Vậy thì người dùng có cần phải lưu ý gì đặc biệt hay không ạ? Cái quan trọng là chúng ta chọn lựa những sản phẩm được kiểm định, được Bộ Y tế cho phép sản xuất. Cái thời gian dùng thì chúng ta cũng phải chú ý. Đối với hội chứng ruột kích thích, chúng ta có thể sử dụng trong vòng 1 tháng hoặc 3 tháng. Và thưa quý vị, sau khi lắng nghe lời tư vấn của bác sĩ thì không biết là các nhân vật của chúng ta trong câu chuyện sẽ giải quyết tình huống ra sao. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện nhé. Hay quá vậy ta. Cái gì, cái này gọi là cái gì? Hội chứng ruột kích thích. Mấy cái cục mà nổi lên gì nè là coi như là đại tràng nó coi thắt, chứ không phải tụi bị ung thư đâu nha chị hai. Trời ơi. Mỗi khi là mình căng thẳng quá mình cũng bị đó. Bây giờ vấn đề là mình phải điều chỉnh lại cái lối sống, và mình phải kiếm đúng thuốc. Đúng. Người ta gặp thầy không gặp thuốc, mà gặp thuốc không gặp thầy đó. Cái chuyện nó quan trọng lắm á. Có nghe bác sĩ chia sẻ rồi. Tức là cái bệnh của em á là có thể sử dụng những cái sản phẩm mà chiết xuất từ thiên nhiên. Bây giờ biết cái sản phẩm nào không? Thôi bây giờ anh yên tâm đi. Để em ra ngoài tìm thuốc, em kiếm cái sản phẩm nào để hỗ trợ điều trị hội chứng ruột kích thích cho anh. Được chưa? Để em đi tìm đó. Anh yên tâm, chị yên tâm. Nhưng mà hỏi kỹ em nè, mày mua cho anh mày cái chỗ nó có an toàn hay không? Em là em chọn sản phẩm được sản xuất bởi công ty uy tín. Em cứ uống từ từ đi. Trong lúc đó đó, để cho đừng có căng thẳng gì hết đó, nó ấy. Rồi trong lúc đó chị đi kiếm một ý dung nhân khác cho em đó. Vậy là kể từ bữa nay là em không có còn sợ cái hội chứng ruột kích thích nữa, đúng không? Đúng rồi. Vậy là kiếm cho em một ý dung nhân liền nha chị. Nhất chí. Yeah. Lưu ý dấu hiệu nhận biết hội chứng ruột kích thích: đại tràng co thắt, đau bụng, đau âm ỉ đến quặn thắt, có khi nổi cục cứng tại vị trí đau, có thể đau sau khi uống rượu bia, ăn đồ lạ, đồ tanh, đồ chua cay, rối loạn đại tiện, đi ngoài nhiều lần, lúc táo lúc lỏng, phân thường có dấu hiệu đầu trắng, đùi nát và lẫn chất nhầy, bụng chướng căng đầy hơi, ấp ếch khó chịu, lo lắng mất ngủ, suy nhược cơ thể. Để cải thiện tình trạng, người bệnh nên dùng thêm các sản phẩm hỗ trợ điều trị có chứa 5-HTP và các thảo dược như bạch trược, hoàng bá, bạch phục linh. Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay đã dành thời gian tham dự chương trình và chia sẻ rất nhiều những thông tin hữu ích liên quan đến hội chứng ruột kích thích ạ. Cảm ơn bác sĩ. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Vậy mình đâu có biết được là những cái đối tượng nào dễ mắc cái bệnh hội chứng ruột kích thích ha, và cái cách điều trị như thế nào cho hiệu quả đây ta? Mình không biết, nhờ bác sĩ tư vấn cho mình. Ha.